Xin chào 500 anh em dị nhân chân đất. Đấy, hôm nay mình mới đi chạy bộ về. Rất là vui. Kể mọi người nghe. Đấy, sau khi mình chữa lành thành công cái triệu chứng là viêm cột sống dính khớp thì mình lại bị ngược lại một cái triệu chứng nó liên quan đến hệ thần kinh. Đấy là mình bị đứt luôn dây thần kinh sợ. Đấy mọi người ha. Vậy bị thêm một cái triệu chứng đó là tự tin. Mình rất là tự tin luôn. Đấy thì kể mọi người nghe. Đấy là từ năm 2007. 2007 là trùng thi tốt nghiệp xong. Thì mình hát rất là dở. Thì mình bị một cái nỗi sợ. Đấy là sợ người khác chỉ trích, sợ người khác phê phán cái khuyết điểm của mình. Và kết quả là từ 2007 đến giờ là 16 năm Trung không hát, thậm chí là hát thầm cũng không hát luôn. Có nghĩa là mình niêm phong cái vấn đề hát và Trung không biết được là cái việc hát nó là một cái thứ rất là tuyệt vời. Cái âm nhạc nó giúp cho mình rung động, cái âm nhạc nó giúp cho mình kết nối. Đấy thì sau khi chữa lành xong, chuyển hóa tâm thức xong thì mình tự tin luôn. Mình xác định là năm nay mình có thể là hát nè, mình có thể vẽ nè, mình có thể học nhảy nè, thậm chí là mình học đàn guitar luôn. Mình rất là thích đàn guitar nhưng mà mình không có năng khiếu. Đấy thì mời mọi người nghe bài hát này là sau 10 năm 11 năm về làm rể thì lần đầu tiên các anh chị ở gia đình nhà vợ mình nghe mình hát và mọi người khen hay nha. Đấy và mình cũng thấy hay. Mình hát mình nghe mình thấy hay là được. Người khác chê kệ. Mình đi thi giọng mãi giọng ai cũng được, đúng không? Đấy mời mọi người lắng nghe ca khúc Họa đi phúc sẽ đến do Mr. Chúa trình bày. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Tạm hát rồi cho. Tương lai
chưa thấy